Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Tại Mỹ cùng Nhân Lì. Với cái chủ đề bữa hôm nay là chủ đề chiến tranh đi các bạn. Thì các bạn cũng biết hôm rày ở bên nước Nga đó, nó đang tấn công xâm lược Ukraine các bạn, hay là gọi là Ukraine đó. Thì các bạn mới có một anh lính gì, lính gọi là lính thủy đánh bộ các bạn, nhưng mà đã về hưu rồi các bạn ha. Không lâu sau khi đính hôn, Andy Tài Ngọc Huỳnh quyết định đến Ukraine để tham gia chiến đấu cùng quân đội ở đây, chống lại các lực lượng của Nga. Đó là một quyết định khiến gia đình của vị hôn thê của anh lo sợ, nhưng vẫn ủng hộ điều mà anh cho là lẽ phải khi giúp những người dân đang chịu khổ vì cuộc chiến ở Ukraine. Andy Tài sinh ra và lớn lên trong một gia đình di dân Việt ở California, lên đường tới Ukraine ngày 8 tháng 4. Hơn 2 tháng sau đó, gia đình không có tin tức gì từ người cựu lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ 27 tuổi và không có kinh nghiệm chiến trường. Dẫn một nguồn tin giấu tên, hãng thông tấn Interfax nói rằng Andy Tài và Alexander Druki, một cựu binh Mỹ khác, cùng mất tích khi chiến đấu cho quân đội Ukraine, bị lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền đông Ukraine bắt giữ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21 tháng 6 nói rằng Moscow không thể loại trừ khả năng hai công dân Mỹ đang bị giam giữ sẽ tránh khỏi án tử hình nếu bị đưa ra xét xử ở một lãnh thổ ly khai. Gia đình bà Dalla Joy Black, mẹ vị hôn thê của Andy Tài, phản đối những gì mà Điện Kremlin nói về hai cựu binh Mỹ đang bị giam giữ và cho rằng theo định nghĩa của Công ước Geneva, họ không phải là lính đánh thuê. Theo bà Dalla, Andy Tài tình nguyện tới Ukraine và thậm chí bỏ tiền túi của mình hơn 6.000 đô để đi chiến đấu với mục đích giành lại tự do cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 21 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Nga và các bên ủy quyền của họ một cách công khai và cả riêng tư phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong việc đối xử với tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người bị bắt trong chiến trận ở Ukraine. Bà Dalla cho biết hơn 2 tuần qua là khoảng thời gian khó khăn cho gia đình bà và cả gia đình bố mẹ đẻ của Andy Tài ở quận Cam, California, nhưng họ không từ bỏ hy vọng về ngày đoàn tụ. Bà cho biết Andy Tài sẽ cưới con gái bà, Joy Black, sau khi trở về từ Ukraine. Bà hy vọng và lạc quan về một sự đoàn tụ, cũng như trông đợi vào một lễ ăn mừng lớn. Là người Việt Nam thì cái anh này ảnh đã tham gia giống như là người ta gọi là lính đánh thuê đó các bạn. Có nghĩa là cái anh này ảnh không phải là công dân Nga, nhưng mà ảnh đi qua bên Nga chiến tranh để giống như là vì tiền đó các bạn. Thì xui cho cái anh này là ảnh đã bị bắt các bạn. Và bây giờ ảnh có thể bị bên Nga giống như là xử tử hình. Thì các bạn biết không, thì cái anh này ảnh đang giống như là trở thành một cái gọi là vấn đề nhức đầu cho cái giới quân sự các bạn. Tại vì thứ nhất á, nếu như mà giống như cái anh này á, ảnh không phải là người Việt Nam, không, thì giống như lúc mà ảnh đi chiến đấu á, thì ảnh nói ảnh là người Mỹ các bạn. Nhưng mà bây giờ khi mà ảnh bị bắt á, thì ảnh nói ảnh là người Việt Nam, tại vì Việt Nam với lại Nga có một cái mối quan hệ. Nếu mà ảnh nói ảnh là người Việt Nam á, thì người Việt Nam sẽ cứu ảnh các bạn, giống như là Bộ Ngoại giao sẽ cứu ảnh. Nhưng mà bây giờ ảnh nói nếu mà hồi xưa đó ảnh nói ảnh là người Mỹ thì bây giờ người Mỹ họ không cứu ảnh các bạn. Tại vì giống như là ảnh không phải là giống như là lính của Mỹ, ảnh chỉ là lính đánh thuê thôi, có nghĩa là ảnh đánh vì tiền các bạn. Cho nên ảnh không được xếp vô cái quyền lợi của lính Mỹ các bạn ha. Thì cái anh này ảnh đang trở thành một cái chủ đề gọi là bàn tán xôn xao. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vô lính đánh thuê là gì và lính Mỹ là gì các bạn ha. Cái quyền lợi của họ có cái gì. Thì các bạn biết không, mặc dù ở trên mạng bây giờ có rất là nhiều YouTuber ở bên Mỹ họ kể về cái câu chuyện này các bạn. Thì dĩ nhiên là khi mà mình kể cho các bạn nghe, mình sẽ cũng kể một cái hướng khác, thấy không? Các bạn biết không, có nhiều người YouTuber á, họ qua bên Mỹ là họ 30 tuổi, họ 40 tuổi và họ 50 tuổi. Thì các bạn biết không, họ không có những cái kinh nghiệm đi học giống như mình các bạn. Thì giống như các bạn biết không, khi mà mình qua bên Mỹ năm mình 14 tuổi đó các bạn, thì mình đi học lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 các bạn ha. Thì các bạn biết không, lính Mỹ á, là một cái gọi là, người ta gọi là một cái quân sự mạnh nhất thế giới các bạn. Thì mình đi học lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Thì các bạn biết không, cuối năm, những cái năm lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 đó, thì sẽ có một cái đội gọi là đội tuyển mộ lính các bạn.
họ sẽ mặc đồng phục lính. Thì những cái đội này á, họ gồm mà 3-4 người hay là 5-6 người các bạn, có khi mà mười mấy 20 người đó. Thì họ sẽ vô những cái trường lớp 8, lớp 9, lớp 10 đó, họ sẽ để cái bàn, họ sẽ để những cái tấm gọi là quảng cáo đó. Thì các bạn biết ở bên Mỹ nó có chẳng hạn như là lính thủy đánh bộ, lính bộ đánh thủy, lính nói chung là thủy quân lục chiến, nói chung là đủ thứ các bạn. Chẳng hạn như mình nếu mà mình nói cái từ mà chính xác quá các bạn sẽ không hiểu được. Chẳng hạn các bạn có thể đi đi lính bộ binh nè, có nghĩa là các bạn cầm súng rồi bắn 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 đó. Hoặc là các bạn có thể đi Marine các bạn, Marine có nghĩa là lính hải quân các bạn, giống như là thủy quân lục chiến đó, ok. Còn các bạn có thể đi lái máy bay chiến đấu gọi là Air Force đó, ok. Hay là các bạn có thể đi sửa máy bay chiến đấu, nói chung là cứ mỗi một năm như vậy đó là họ sẽ vô trường. Họ sẽ diễn giải cho các bạn nghe là các bạn đi lính này nó có quyền lợi gì, nó có chức năng gì. Các bạn đi đi lính này thì mỗi một năm như vậy đó các bạn, thì lính Mỹ họ sẽ tới trường và họ sẽ chiêu mộ mình. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này khi mà các bạn đi lính á, nói thật sự thì đối với người Việt Nam á, các bạn biết không, người Việt Nam ở bên Mỹ á, họ có hai cái luồng trái chiều bạn. Có nhiều người Việt Nam ở bên Mỹ á, họ muốn cho con của họ đi lính các bạn, tại vì họ thấy lính Mỹ là oai, phải không? Nhưng có nhiều người Việt Nam họ không muốn cho con họ đi lính, tại vì thôi mình ở Việt Nam mình chiến tranh hoài à con ơi, mẹ muốn con lành lặn, mẹ không muốn con cục tay cục chân đó, các bạn biết không, là hai ý kiến trái chiều. Còn đối với người Mỹ á, các bạn họ cho con họ đi lính á, các bạn biết không, có rất là nhiều người Mỹ họ quậy họ phá các bạn. Giống như là các bạn biết mấy mấy đứa Mỹ khi mà tụi nó học lớp 8 á, tụi nó rất là quậy các bạn. Tụi nó giống như là phá làng phá xóm rồi tụi nó hút chích, các bạn biết không, tụi tụi nít Mỹ nó quậy lắm nha. Thì cho tới lớp 9 á, là mấy cái nhà trường là không không dạy đến nỗi giống như bên Việt Nam của mình, mà mấy mấy cái đứa mà học sinh cá biệt đó là tụi nó học tới lớp 7 là tụi nó nghỉ học các bạn. Nhưng mà ở bên Mỹ này các bạn phải học tới lớp 12 các bạn mới được nghỉ nha, đó chính là cái luật các bạn, đó chính là cái luật, ok. Có nhiều người Việt Nam qua Mỹ họ không biết các bạn, tại vì họ qua Mỹ là họ chỉ đi làm nail thôi, không, họ qua Mỹ là 30 40 tuổi rồi, thì những cái thông tin mà họ chỉ cập nhật cho các bạn là ở trên internet thôi ha. Thì những cái đứa mà tụi nó học giống như bên Việt Nam mà các bạn học tới lớp 7 á, mà các bạn nghỉ học á, là các bạn đi bán vé số đúng không? Nhưng mà ở bên Mỹ này khác các bạn phải bắt buộc phải đi học. Thì ba mẹ tụi nó sẽ gửi họ vô trường lính để trường lính đào tạo cho họ. Đó chính là một cái nguyên nhân thứ nhất mà mấy đứa trẻ Mỹ tụi nó đi lính các bạn. Mặc dù các bạn biết lính Mỹ nó rất là vẻ vang, nhưng mà nhiều khi nó cũng không phải vẻ vang đâu, tại vì tụi nó quậy quá cho nên mẹ nó phải bắt nó vô trường lính các bạn ha. Tại vì nếu mà tụi nó không vô trường lính á, là mấy cái trường bình thường không chứa chấp nó thì nó quá quậy, ok. Vô trường lính cho lính quýnh nó, cho nó bỏ 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 thay, ok. Thì các bạn biết không, thấy giống như mà cứ mỗi một năm như vậy đó thì sẽ có những cái lớp gọi là tuyển mộ, giống như hồi xưa khi mà mình mới qua bên Mỹ các bạn, thì mình với mấy đứa bạn của mình á, tụi mình cũng rất là thích đi lính các bạn. Đi lính là oai mà, trong trong cái tư tưởng người Việt Nam á là đi lính Mỹ là oai lắm nha. Thì các bạn biết không, thì lúc mà tụi mình mới qua bên Mỹ á, là lúc đó Mỹ nó đang chiến tranh vùng vịnh, Mỹ đánh Iraq đó các bạn, thôi. Thì cái năm đó là năm học lớp 9 của mình các bạn, thì họ cũng vô trường, họ để cái bài các bạn, thì họ để những cái tấm chẳng như là đi học lái máy bay chiến đấu á, mấy cái chiến về gọi là tiêm kích đó các bạn, gọi là Air Force đó. Thì các bạn sẽ đăng, nếu mà các bạn thích lái máy bay chiến đấu á, thì các bạn vô cái lính gọi là Air Force các bạn, Air Force. Còn nếu mà các bạn thích đi lính mà đi đi trên biển á, đi đi giống như là đi đi chỗ này chỗ kia đó, giống như là hải quân đó, thủy quân lục chiến đó, thì các bạn đi vô Marine các bạn, Marine nha. Còn nếu như mà các bạn mà giống như là xung á, giống như là muốn ra chiến trường bắn bắn người này bắn người kia đó, thì các bạn đi lính gọi là military các bạn. Nhưng mà đi đi military là dễ chết lắm. Tại vì khi mà chiến tranh xảy ra chẳng hạn như là đi đi quýnh giống như là Mỹ đánh Iraq đó, không, thì tụi nó sẽ gửi giống như là bộ binh qua trước, giống như là military gửi qua trước các bạn, có nghĩa là các bạn mà vô military đó là các bạn dễ chết lắm, ok. Tụi nó gửi các bạn ra quải trước để làm mà bắn ở quải á, đùng 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 đó. Còn nếu như mà các bạn mà sợ chết á, thì các bạn làm giống như là mấy cái lính mà là lính lính hậu hậu phương đó, giống như là lính mà sửa xe tăng hay là lính mà sửa máy bay đó, cũng là lính nữa, nhưng mà các bạn không có ra chiến trường mà các bạn chỉ đi sửa xe cho lính thôi, hoặc là đi đi cứu những cái người lính mà bị tử trận đó, nói chung là lính hậu phương đi, không.
Thì các bạn biết không, lúc đó mình qua Mỹ, lúc đó mình mới học lớp 9 các bạn, thì mình với mấy đứa bạn mình đang một cái gọi là tuổi trẻ bồng bột mà đang hăng say mà bạn, thấy không, lính tới trường bạn, trời, lần đầu tiên thấy lính Mỹ đứa nào cũng bự con bạn. Rồi mới qua bên Mỹ mà đâu đâu có quốc tịch đâu các bạn. Bây giờ mấy 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 cái quyền lợi mà họ cho đó là nếu như mà các bạn ký tên vào cái đơn này đó là họ sẽ nhập quốc tịch cho các bạn, có nghĩa là các bạn sẽ trở thành lính Mỹ và các bạn sẽ được quốc tịch Mỹ các bạn nhé. Và các bạn sẽ được quyền lợi. Các bạn biết cái quyền lợi của đi lính Mỹ là cái gì? Giống như bên Việt Nam các bạn học lớp 12 xong á mà các bạn muốn đi học thêm á, các bạn không có tiền là nghỉ học. Con ơi con học lớp 12 rồi mẹ không có tiền cho con lên đại học, thôi con đi bán vé số đi nha. Ở bên Mỹ nó không có gì các bạn. Bên Việt Nam các bạn các bạn học giỏi vô mà các bạn không có tiền thì các bạn cho đi bán vé số. Thì bên bên Mỹ á, nếu như mà con các bạn học tới lớp 12 á mà các bạn có tiền á, các bạn cho nó lên đại học, học bác sĩ, học y tá. Nhưng mà bây giờ con các bạn nó học tới lớp 12 rồi mà nó quá quậy đi, nó quýnh lộn hoài, mày tối ngày mày quýnh lộn rồi mày, các bạn gửi nó vô trường lính ha. Thì nó đi vô trường lính thì nó vẫn được đi học các bạn. Các bạn đi đi học trường lính nó giống như trường bình thường vậy, các bạn cũng được học. Nhưng mà sau khi mà các bạn đi đi lính xong rồi đó, giống như bên Việt Nam đi nghĩa vụ quân sự đó, thì các bạn đi 4 năm thì các bạn sẽ quay về và các bạn sẽ được học bổng miễn phí. Chẳng hạn giống như bây giờ, thí dụ như mà mình học tốt nghiệp lớp 12 xong đi mà mình muốn đi học đại học mà mình không có tiền thì mình đăng ký đi lính, thì mình đi lính 4 năm bạn, 4 năm thì sau khi 4 năm về thì mình sẽ được học bổng miễn phí, mình muốn học sửa xe cũng được, không, mình muốn học cái nào, nhưng mà mình được quyền lợi là mình đã từng đi lính Mỹ, có nghĩa là mình đã là cựu cựu quân nhân của Mỹ các bạn. Cái chữ cựu quân nhân không phải là những cái người mà họ già các bạn, những cái cựu quân nhân có nghĩa là họ đã từng đi lính 4 năm xong rồi họ về. Ok, mình có nhiều khách họ đi lính các bạn, họ đi 4 năm xong họ về, cái họ đi học sửa xe, họ đi 4 năm xong họ về, cái họ đi học giống như là y tá, họ đi 4 năm xong về, cái họ đi học những cái khác các bạn, nhưng mà được miễn phí các bạn ha, được miễn phí đó. Nói sơ sơ vậy là các bạn đã hiểu là đi lính ở bên Mỹ là như thế nào rồi, đi lính ở bên Mỹ là cái quyền lợi gì rồi. Ok, nhưng mà nói thật sự với các bạn á, những người đi lính không phải ai cũng vì tình nguyện đâu, tại vì họ họ quậy quá cho nên ba mẹ họ mới cho họ đi lính thôi nha. Ok, thì quay về cái chủ đề của cái anh Việt Nam đi lính đi. Ok, thì theo như mình đọc á thì cái anh này á, ảnh sinh sống ở bên Mỹ các bạn, và ảnh đã từng làm cựu chiến binh của Mỹ các bạn, cựu cựu quân nhân của Mỹ, là thủy quân lục chiến, có nghĩa là Marine đó. Như vậy thì thủy quân lục chiến là gì các bạn? Thủy quân lục chiến là những cái người lính nhưng mà họ ở trên biển các bạn. Thì ở bên Mỹ này các bạn biết không, những cái người này á bữa nay họ sẽ đi qua bên Nhật họ đóng quân ở bển, hay là bữa hôm nay họ sẽ lái những cái tàu chiến ở trên biển các bạn. Thì các bạn biết không, trong những cái loại chiến binh á thì hải quân á, là được yêu thích nhất, tại vì họ tối ngày họ cứ lên 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 trên biển à. Bữa nay họ cập vô Nhật Bản tại vì họ có cái căn cứ đó, bữa kia cái họ cập vô Đức, không, bữa kia cái họ họ cập vô Phần Lan, nói chung là những cái nơi nào mà có căn cứ của Mỹ á thì hải quân họ sẽ cập vô để mà họ giống như là họ tập trận các bạn ha. Thì hải quân là một cái nơi mà được được giống như là nhiều người thích nhất các bạn, và nó an toàn nhất, trừ khi mà tụi nó gặp cướp biển vùng Caribe thôi. Ok, nhưng mà bộ binh đó là nguy hiểm nhất, tại vì dễ chết nhất các bạn, rất là dễ chết. Ok, thì cái anh Việt Nam này ảnh đã từng tham gia Marine các bạn, và anh và cũng giống như mình đã nói là sau khi các bạn tham gia xong là 4 năm sau các bạn không tham gia nữa, là các bạn đi về, là các bạn trở thành người bình thường. Nhưng mà trong 4 năm đó các bạn cũng đã có những cái giống như là kiến thức về thủy quân lục chiến các bạn ha. Thì bữa hôm nay bên Nga họ xảy ra chiến tranh với lại Ukraine, và bên Ukraine họ cần rất là nhiều những cái gọi là lính đánh thuê các bạn, hay là lính đặc công á. Thì cái anh Andy Quinn này và một người Mỹ các bạn đã gia nhập vào lính đánh thuê để được trả tiền. Có nghĩa là bên bên Mỹ không có gửi anh này qua bên Mỹ để đi chiến đấu bên Ukraine, mà anh này ảnh tự quyền anh đi các bạn. Thì ảnh đã gia nhập vào một cái đội lính đánh thuê, có nghĩa là ai trả tiền cho tôi là tôi giết người ở bên Nga. Thì xui cho cái anh này khi mà ảnh đã đi qua bên bên Ukraine và ảnh chiến đấu đó, thì lúc mà quân Nga kéo tới đó thì cái quân Ukraine họ rút lui bạn.
Và xui cho cái anh này là ảnh rút lui không kịp và ảnh với một cái người Mỹ đã bị bắt các bạn. Thì bây giờ bên Nga tuyên bố là sẽ tử hình cái anh Việt Nam này. Và cái anh Việt Nam này ảnh đang giống như là một cái hy vọng là ảnh sẽ trở về gia đình này các bạn. Một ảnh giống như là một cái trò cười cho người ta. Tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn đã tham gia đi lính rồi đó thì các bạn phải hy sinh cho tổ quốc. Chẳng hạn giống như khi mà các bạn đã chiến đấu cho bên Mỹ thì các chắc chắn 100% là các bạn sẽ hy sinh về nước Mỹ. Không, hoặc là các bạn sẽ chiến đấu cho bên nào á thì các bạn sẽ chấp nhận hy sinh để bảo vệ bên đó. Chẳng hạn giống như là tôi đi chiến đấu cho Mỹ, tôi sẽ hy sinh về nước Mỹ. Tại khi mà các bạn đi đăng ký đi lính á thì họ sẽ hỏi cho các hỏi, họ sẽ bắt các bạn thiên thoại. Anh có trung thành với nước Mỹ hay không? Tôi trung thành với nước Mỹ. Anh có hy sinh vì nước Mỹ không? Tôi hy sinh vì nước Mỹ. Các bạn phải nói những cái lời này họ mới cho các bạn đi lính. Các bạn không nói là họ đuổi các bạn đi về. Ok. Anh có trung thành với nước Mỹ không? Tôi trung thành với nước Mỹ. Anh có đi lính để bảo vệ nước Mỹ không? Tôi tự nguyện đi lính để bảo vệ nước Mỹ. Anh có sẵn sàng hy sinh chiến đấu để bảo vệ nước Mỹ hay không? Thì các bạn phải nói những cái lời này trong cái ngày đầu tiên các bạn đi lính các bạn ha. Nhưng mà cái anh Andy Quỳnh này, ảnh không như vậy. Ảnh chỉ tham gia đi lính là tại vì bên kia trả tiền cho ảnh thôi. Có nghĩa là đi làm thuê đó các bạn. Người ta gọi là lính đánh thuê đó. Ok. Thì bữa hôm nay ảnh bị bắt và ảnh muốn bên Mỹ cứu ảnh. Nhưng mà bên Mỹ, ông Tổng thống Joe Biden, ông nói là ông không cứu được. Tại vì đây không phải là lính của ông. Tại vì theo cái hiệp định mà chiến tranh đó. Ok, bây giờ anh là lính bên Mỹ, tôi gửi qua, tôi sẽ cứu anh bằng mọi giá, tại vì anh là lính Mỹ của tôi. Nhưng mà anh này, anh không có tuyên thệ với nước Mỹ là tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ. Nước Mỹ đâu có gửi cái anh này đi. Đó, thì bây giờ anh Andy Quỳnh, anh mới kêu bên Việt Nam cứu ảnh là tại vì ảnh là người Việt Nam. Bây giờ bên Việt Nam thì rất là thân với bên Nga các bạn. Thì bên Việt Nam sẽ đàm phán với bên Nga là sẽ cứu anh này. Nhưng mà xui cho cái anh Andy Quỳnh này một cái là ảnh là người Mỹ, quốc tịch Mỹ các bạn. Ơ dạ. Bây giờ cái số phận của Andy Quỳnh này giống như là một cái gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Ha, thì mình nói như vậy để cho các bạn đọc cái này các bạn hiểu là ủa tại sao cái ông này ổng ở bên Mỹ mà ổng không có đi làm cái gì giống như là đi làm nail hay đi làm gì mà tại sao ổng đi lính. Các bạn biết không, người Việt Nam của mình ở bên Mỹ khi mà họ đi lính á, thứ nhất á là tại vì họ quá ham chơi. Giống như các bạn biết không, khi mà các bạn học lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 á, mà các bạn không muốn học, trời ơi, học cái gì học hoài vậy, các bạn thích đánh lộn. Thì bây giờ ba các bạn nói là trời mày mày tối ngày mày đánh lộn rồi, tao cho mày vô trường lính. Thì ba các bạn gửi các bạn vô trường lính. Đó, thì các bạn vô trường lính, người các bạn quýnh lộn với mấy thằng lính trỏng. Đó. Rồi các bạn tốt nghiệp trường lính thì các bạn không kiếm việc làm, không đi. Bây giờ tính các bạn giống như là hung dữ quá mà ai mà muốn. Thì bây giờ bên Nga họ trả tiền để cho các bạn đi đánh thuê, thì các bạn nói ok, tôi qua bạn tôi bắn mấy thằng Nga nè. Đó, giống như hồi xưa các bạn biết không, hồi xưa mình với mấy thằng bạn mình á, lúc mà qua bên Mỹ các bạn biết không, thì tụi mình nói ơi đi lính vui à. Không, thì mình muốn đi là thủy quân lục chiến các bạn. Mình muốn đi lên tàu của Mỹ để đi Nhật Bản. Tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn đi thủy quân lục chiến á, là các bạn sẽ được đi Nhật Bản nè, các bạn sẽ ở đó 5 năm. Hoặc là các bạn đi Phần Lan, các bạn ở đó 5 năm. Nói chung là các bạn sẽ được trả tiền để ở đó luôn nha các bạn nhé. Và các bạn được qua bên Nhật, bên Đức. Nói chung là các bạn đi đâu các bạn muốn. Và được lính trả tiền các bạn, được lính Mỹ trả tiền. Thằng bạn của mình thì nó muốn đi gọi là bộ binh các bạn, tại vì lúc đó đang chiến tranh vùng vịnh, nó muốn qua bển, nó bắn mấy cái tụi Iran, Iraq các bạn các bạn. Nhưng mà sau khi mà về nhà, tụi nó hỏi bye, cho con đi lính đi ba. Thì ba của mấy đứa bạn mình nói trời ơi, mày bị khùng không vậy? Ở bên Việt Nam chiến tranh không đã, sao bây giờ mày qua Mỹ mày không đi làm, mày kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống Mỹ đi, mày đi lính mẹ. Cho nên có nhiều người ở bên Mỹ này á, họ không muốn con họ đi lính các bạn. Nói chung là trời mày làm ơn đi, mày hưởng thụ cuộc sống Mỹ cho tao đi. Mày ăn tôm hùm với cu hoàng đế đi, mày đừng đi lính, nó mệt đó mày. Tao ở Việt Nam chiến tranh tao mệt đó mày. Nhưng mà có nhiều người Việt Nam họ muốn con họ đi lính, con đi lính Mỹ đi con, lính Mỹ hoài lắm con. Lính Mỹ là trời ơi, mày đi lính đi, mày ra chiến trường, mày đi lính mày mặc đồ lính thôi, mày đừng có ra chiến trường. Đó. Có nhiều người Việt Nam họ muốn con họ đi lính Mỹ nhưng mà họ không muốn con họ ra chiến trường các bạn. Ok. Thì nói sơ sơ như vậy thì các bạn cũng hiểu cái anh Andy Quỳnh này tại sao ảnh lại đi lính các bạn. Tại đa số người Việt Nam của mình khi mà nhắc tới người Việt Nam đi lính á, là ai cũng nghĩ là ô chắc là oai phong lẫm liệt lắm. Nhưng mà không phải,
các bạn biết không, có nhiều người họ đi lính là tại vì họ quậy phá, giống như là không có trường nào chứa chấp họ các bạn. Ở bên Việt Nam mấy cái đứa quậy là vô mấy cái trường gọi là cải tạo, ok. Nhưng mà ở bên Mỹ mà các bạn quậy quá là cho các bạn vô vô trường lính nha, ok, cho lính nó quýnh các bạn ở trong. Thì các bạn biết không, bây giờ cái anh Andy Quỳnh này á, ảnh là người Mỹ các bạn ha, và ảnh đã từng đi lính cho Mỹ các bạn. Thì thường thường đi lính cho Mỹ là 4 năm thôi, thì trong 4 năm này á, các bạn sẽ được huấn luyện, hiểu không? Nhưng mà sau 4 năm á, nếu mà các bạn không đi nữa đó thì các bạn sẽ về và các bạn sẽ được một cái phần học bổng. Các bạn có thể đi học cắt tóc hay là đi học nhổ răng, đi học, nói chung là các bạn đi học cái gì á thì người ta sẽ tài trợ cho các bạn đi học cái đó, ok. Rồi nhưng mà xui cho cái anh Anh Huỳnh này á, là khi mà ảnh đi, ảnh nghe được là bên Ukraine là tuyển lính đánh thuê đó, thì ảnh lại tham gia vào để đánh đánh vì tiền các bạn, cho nên ảnh không được lính Mỹ bảo trợ. Thì bây giờ các bạn biết không, gia đình của cái anh Anh Huỳnh này đang giống như là hy vọng là bên Nga sẽ không xử tử ảnh các bạn, nhưng mà bên Mỹ ông tổng thống Joe Biden đã nói rồi là cái anh này ảnh không thuộc về lính Mỹ. Có nghĩa là giống như bây giờ mình muốn đi lính Mỹ thì mình phải tuyên thệ. Tôi muốn đi tiên, các bạn giống như các bạn muốn muốn vô quốc tịch Mỹ, hay là các bạn biết không, hay là các bạn muốn đi cái gì đó, trước tiên là họ phải bắt các bạn đọc một cái lời tuyên thệ. Tôi tên là Nhân Lì, tôi đứng trước lá cờ của Mỹ, mà các bạn phải đứng trước lá cờ của Mỹ nha, các bạn phải để tay lên. Tôi tên là Nhân Lì, tôi sẽ hy sinh vì nước Mỹ, tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ. Các bạn phải nói những cái lời này trước lá cờ Mỹ, ok. Nhưng mà cái anh Andy Quỳnh này, ảnh đi chiến đấu bên bên Ukraine, không, ảnh đứng ra ảnh bảo vệ Ukraine mà ảnh không có tuyên thệ trước lá cờ của Mỹ, mà bây giờ ảnh đòi bên Mỹ bảo vệ anh. Bên Mỹ đâu có bảo vệ các bạn. Chừng nào mà lính Mỹ gửi qua bên bển thì quân đội Mỹ sẽ cứu ảnh về, nhưng mà bây giờ ảnh không có, ảnh tự nguyện đi đó. Hay bây giờ nó thật sự thì đi lính cũng ghê lắm các bạn. Thì mình nói sơ sơ gì để cho các bạn hiểu đi lính bên Mỹ nó có cái quyền lợi gì các bạn ha, và đi lính bên Mỹ nó có cái gì. Thì các bạn biết không, chẳng hạn giống như mình có một người bạn các bạn, thì cái anh bạn này ảnh muốn đi học lái phi công các bạn. Các bạn biết không, đi học lái máy bay đó, thì các bạn biết không, đi học lái máy bay thì một năm á tới 200 mấy chục ngàn đô la lận, nó quá mắc. Cho nên khi mà cái anh này á, ảnh học lớp 12 xong đó thì ảnh mới đi vô cái Air Force, là cái nơi mà chuyên sửa máy bay đó các bạn, chuyên chuyên sửa máy bay tiêm kích của Mỹ đó. Thì ảnh mới đi học ở trỏng là 4 năm trời. Thì ảnh vô trong trỏng thì trường lính dạy ảnh sửa máy bay chiến đấu, sửa máy bay chiến đấu và sửa máy bay tiêm kích của Mỹ. Thì sau khi ảnh học 4 năm ở trỏng xong rồi thì người ta hỏi ảnh là có muốn làm ở trong này không, thì ảnh sẽ sửa máy bay. Thì ảnh làm ở trỏng trong thời gian đó các bạn, và ảnh có tiền. Thì bây giờ ảnh không muốn sửa máy bay chiến đấu nữa, không, thì ảnh mới đăng ký vô một cái trường gọi là dạy lái máy bay các bạn. Thì ảnh được một cái phần học bổng, có nghĩa là thay vì hồi xưa đó, nếu mà đi học luôn á là ảnh sẽ trả là 200.000 đô la một năm, nhưng mà bây giờ ảnh đi lính Mỹ thì lính Mỹ sẽ trả cho ảnh 1/3, có nghĩa là ảnh chỉ trả 60.000 đô la một năm thôi, còn bao nhiêu là lính Mỹ trả hết. Tại vì ảnh có quyền lợi, ảnh đã từng đi đi sửa máy bay cho máy bay tiêm kích, không. Thì đó chính là những cái quyền lợi của Mỹ các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi mà các bạn đi lính Mỹ, các bạn phải tuyên thệ trước lá cờ của Mỹ là tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ. Giống như bây giờ mình nè, các bạn biết không, mình đi nhập quốc tịch Mỹ đó, thì người Mỹ họ họ kêu mình phải mặc đồ đàng hoàng, đứng lên, không có cho ngồi, mày đứng lên. Mày thấy lá cờ Mỹ không? Mình phải hướng về lá cờ Mỹ. Bây giờ lá cờ Mỹ đây phải không? Mình phải hướng về lá cờ Mỹ. Mình phải để tay trước ngực. Tôi hứa tôi sẽ trung thành với nước Mỹ, sau khi tôi trở thành người Mỹ tôi sẽ giống như là bảo vệ nước Mỹ với trái tim của tôi sẽ chống lại những cái quân xâm lược đó. Các bạn phải tuyên thệ như vậy thì họ mới cho các bạn nhập tịch quốc quốc tịch Mỹ đó. Thì các bạn đi lính cũng vậy, các bạn phải tuyên thệ trước lá cờ, tôi hứa tôi sẽ đi lính cho nước Mỹ để bảo vệ nước Mỹ, tôi thề tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ bằng trái tim của tôi sẽ trung thành với nước Mỹ. Đó chính là những cái câu mà họ đã viết cho các bạn sẵn, các bạn phải đọc theo, các bạn phải tuyên thệ trước khi các bạn đi lính. Cho nên á, các bạn biết không, đa số những người Việt Nam bây giờ họ qua bên Mỹ á, các bạn biết không, mình thấy có nhiều người Việt Nam á, họ qua bên Mỹ 40 tuổi, 50 tuổi các bạn, họ nói về lính Mỹ nhưng mà họ không hiểu lính Mỹ các bạn, tại vì
họ họ không có đi học lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Các bạn biết không, những cái năm mà học lớp 9 đó các bạn, thì những cái người Mỹ họ vô bạn, họ để giống như là máy bay, giống như là trên một cái bàn của họ đó, họ có những cái tấm áp phích các bạn, những cái tấm quảng cáo đó, thì mình được lấy gì mình tham khảo, thì mình lấy những cái tấm gọi là Air Force nè, Marine nè, không rồi mình lấy military nè, mình lấy army nè, đó là giống như là không quân nè, hải quân nè, bộ binh nè, rồi thủy quân lục chiến nè, nói chung là mình lấy mấy cái đó về mình tham khảo. Nhưng mà cái câu trả lời của ba mình là mày không có đi lính, mày đi vũ neo đi mày. Trời ơi, ước mơ của Nhân Lì là đi lính mà ba mình nó kêu mình đi vũ neo các bạn. Nhưng mà bạn của mình cũng vậy bạn, thôi thôi trời ơi tụi bay ơi, tao làm ơn tụi bay đừng có đi lính Mỹ, tụi bay đi lính Mỹ nó cắt cục chân tụi bay. Các bạn biết không, người Việt Nam của mình qua bên Mỹ họ sợ đi lính đó bạn, tại vì thôi bây giờ thời bình rồi con ơi, con ở nhà con ăn tôm hùm cho má đi con đi lính chi, ma ma sợ lắm phải không các bạn. Với người Việt Nam mình sợ nghe tiếng nổ bom lắm bạn. Hay cho nên các bạn biết không, cái lúc mình qua bên Mỹ mình có mười mấy hai chục đứa bạn không, ai cũng muốn đi lính bạn, đi đi hải quân vui lắm bạn ơi, tuổi trẻ mà ai mà chẳng ước mơ bay cao bạn không. Mình trời, mình đi lính hải quân, mình được đóng quân ở bên Nhật không, lính hải quân tụi nó hay đóng bên Nhật lắm bạn, qua bển gặp mấy em JAV không, gặp idol các bạn. Nhưng mà thôi vì bà không cho bạn, má không cho, má la không. Với lại các bạn biết không, bây giờ mình qua Mỹ bạn, mình đi lính thì không có ai lo cho gia đình của mình các bạn, cũng khổ. Nhưng mà có nhiều người Việt Nam qua bên Mỹ quậy lắm bạn, trời má tụi nó qua Mỹ không, tụi quýnh lộn không, quýnh lộn quýnh lạo, ba mẹ tôi đã phải gửi tôi đi lính các bạn nhé. Thì đó là như vậy, tại vì các bạn biết không, không phải người Việt Nam nào qua bên Mỹ cũng chịu khó làm ăn các bạn. Có nhiều người qua bên Mỹ họ không chịu khó làm ăn không, có nhiều người qua bên Mỹ họ đi quýnh lộn quýnh lạo rồi họ đi chậu nhẹt không, cho nên đi lính là một cái sự lựa chọn tốt cho họ đó. Các bạn nghĩ coi, bây giờ mày tối ngày mày đi lính, mày tối ngày mày đi quýnh lộn hoài, thôi tao cho mày vô trường lính, mình để mày qua bên kia mày quýnh với cái tụi Iran Iraq các bạn đi, thì đó chính là một cái thí dụ điển hình tại sao những cái người Việt Nam đi lính các bạn. Nhưng mà có nhiều người Việt Nam họ đi lính là tại vì họ muốn giống như là hãnh diện các bạn, lính Mỹ là rất là hãnh diện các bạn nhé. Nhưng mà có nhiều người Việt Nam họ đi lính là tại vì họ quá quậy các bạn. Thì đó chính là cái câu chuyện về số phận của anh Andy Huỳnh. Thì tại vì mình nói sơ sơ thôi, nói thật sự thì trên mạng có rất là nhiều câu chuyện nói về cái anh này các bạn, và họ nói sâu xa hơn, nhưng mà mình nói sơ sơ để các bạn hiểu là lính đánh thuê là gì và lính Mỹ là gì và tại sao người Việt Nam đi lính Mỹ và tại sao người Việt Nam mình lại không đi lính Mỹ các bạn ha. Nói chung là có nhiều nguyên nhân lắm. Thì đó đó chính là một trong những cái nguyên nhân chung 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 mình hay kể các bạn. Thứ nhất là ba mẹ không cho, thứ nhất là các bạn sợ chết, nói chung là đại khái là gì đi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video đi lính Mỹ này. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn nha.